Thưa quý vị, trong thời gian qua, xuất khẩu tôm của Việt Nam đã có những dấu hiệu cải thiện. Trong tháng 9, xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp ghi nhận tăng trưởng dương. Nhiều thị trường như là Mỹ, Úc, Canada, Bỉ đã có nhiều tín hiệu tích cực với mức tăng trưởng dương từ 1 đến 54%. Xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ tiếp tục xu hướng tăng trưởng dương trong tháng 9 và là tháng thứ 3 liên tiếp tăng. Mức tăng trưởng 23% trong tháng 9 cũng là mức cao nhất so với 2 tháng trước. Tính chung 9 tháng, tổng giá trị xuất khẩu sang Mỹ đạt 520 triệu đô la Mỹ. Tại các thị trường còn lại như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, mức tăng trưởng xuất khẩu tôm vẫn âm 10 đến 26%, tuy nhiên đã có giảm thấp hơn so với những tháng trước đó. Với những tín hiệu tích cực từ các thị trường vốn có nhu cầu tôm chế biến sâu, tăng vào dịp lễ như Mỹ, Canada, Úc, dự báo ngành xuất khẩu tôm tới đây sẽ ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan hơn nửa đầu năm 2023. Thưa quý vị, pơ mu là một loại cây gỗ quý nằm trong sách đỏ, chỉ sinh trưởng và phát triển ở các vùng núi cao có nhiều sương và mây. Không chỉ là loại cây có giá trị về kinh tế mà pơ mu còn là một trong những loại cây gắn liền với văn hóa và tâm linh của người dân vùng núi. Tuy nhiên, khoảng 15 năm trở lại đây thì trên các cánh rừng, loài cây pơ mu đang bị khai thác tới mức cạn kiệt. Nhận thấy cần phải bảo tồn và gìn giữ loại cây quý hiếm này, Ban Quản lý rừng của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải đã tìm cách nhân giống với mong muốn mở rộng diện tích rừng trồng cây pơ mu. Là những người trực tiếp gắn bó bảo vệ cánh rừng Đại Ngàn, trong những năm qua, Ban Quản lý rừng huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái không chỉ bảo vệ tốt những cánh rừng đầu nguồn tự nhiên mà còn thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển cây pơ mu. Thì sau khi mà hạt mà bắt đầu cây mầm lên độ khoảng 2 đến 4 lá mầm thì bắt đầu ta tiến hành cấy vào bầu khi đã chuẩn bị đất bầu sẵn. Thế cấy cây vào bầu nhưng mà khi mà làm thì lại cũng vẫn phải thường xuyên là chăm sóc là tưới bên lại phun thuốc lấm vì cái cây này là nó rất hay có nhiều lấm bệnh. Từ lúc mà bắt đầu gieo tạo cây ấy, đến khi mang đi xuất vườn là phải từ 18 tháng trở lên ạ. Sau thời gian dài nghiên cứu, cách đây 20 năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Trạm Tấu đã quyết định đưa hạt giống pơ mu về gieo ươm và trồng thử nghiệm ở nhiều khu vực rừng. Cho tới nay, cây sinh trưởng và phát triển khá tốt, đường kính đạt từ 40 đến 60cm. Những năm qua, trung bình mỗi năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Trạm Tấu đưa vào trồng từ 100 đến 150 ha diện tích bổ sung cho rừng phòng hộ đầu nguồn, chủ yếu là các loại cây gỗ lớn như pơ mu, re, dổi, sa mộ. Trong đó cây pơ mu chiếm khoảng 30% diện tích. Để phát triển cây pơ mu trong cái diện tích rừng phòng hộ thì Ban Quản lý rừng phòng hộ hàng năm thì cũng có cơ cấu cây trồng cây pơ mu trong cái diện tích trồng rừng thay thế cũng như trồng bổ sung vào rừng khoanh nuôi tái sinh. Cơ cấu cây trồng thì cũng bố trí là từ 20 đến 30% cây pơ mu trong cái diện tích trồng mới. Có được những trái ngọt sau thời gian dài cố gắng, trong những năm qua, Ban Quản lý rừng huyện Mù Cang Chải luôn cố gắng tích cực tìm ra nhiều giải pháp gieo ươm đạt hiệu quả cao nhất để đưa các cây con vào trồng trên hàng trăm hecta rừng tự nhiên. Đơn vị cũng kiến nghị với các cấp, các ngành cấp trên quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ đơn vị về những nguồn kinh phí để phục vụ việc sản xuất gieo ươm cây giống và cũng như cái việc tổ chức thực hiện cái việc trồng rừng bằng loài cây pơ mu gỗ bản địa gỗ quý trên diện tích rừng phòng hộ của đơn vị và cũng như là địa bàn rừng phòng hộ nói chung trên địa bàn toàn tỉnh. Mặc dù có những thành công trong bước đi đầu tiên nhưng việc bảo tồn và phát triển cây pơ mu trên đất rừng tự nhiên tại Yên Bái vẫn còn những khó khăn nhất định. Việc chưa có một dự án hay đề án nào đầu tư vào việc nghiên cứu và phát triển các quần thể pơ mu trở thành khó khăn lớn nhất trong quá trình bảo tồn, gìn giữ. Thời gian tới, Ban Quản lý rừng Yên Bái mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm đầu tư về bảo tồn, phát triển loại cây gắn với vẻ đẹp văn hóa trên miền đất này. Thưa quý vị, ruộng bậc thang là đặc thù sản xuất lúa nước chỉ có ở vùng đồi núi cao, đất dốc. Tuy nhiên, canh tác không thuận lợi như vùng đồng bằng. Song nhờ năng suất vượt trội so với trồng lúa nương đã góp phần rất lớn trong việc xóa đói giảm nghèo khu vực miền núi. Không chỉ là nguồn cung cấp lương thực tại chỗ, ruộng bậc thang còn mang đậm nét văn hóa vùng cao. Vào mùa lúa chín vàng, những diện tích ruộng bậc thang tạo nên một vẻ đẹp hoang sơ, thu hút du khách.
huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La có tổng diện tích lúa ruộng vụ mùa là hơn 2.500 ha, trong đó diện tích ruộng bậc thang các xã vùng cao là hơn 1.500 ha, tập trung ở các xã Hang Chú, Xím Vàng, Làng Chếu và Tà Sùa. Ruộng bậc thang ở vùng cao không chỉ cung cấp lương thực ổn định cho dân cư mà còn mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc vùng cao từ bao đời nay. Vào mùa gặt, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn chảy vàng trên các triền núi tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương. Vụ mùa của nhân dân ấy, thì trên địa bàn xã Hang Chú thì cái diện tích ở ruộng bậc thang ấy, thì cũng tương đối là nhiều. Để tổng diện tích ở trên địa bàn xã thì 583 ha. Hiện nay thì 100% là các hộ gia đình trên địa bàn xã thì cũng đã áp dụng khoa học kỹ thuật đưa các cái giống mới có năng suất cao để vào sản xuất. Thế thì cái chất lượng thì cũng đã có hiệu quả hơn trước đây sử dụng cái lúa cũ. Mùa gặt, khắp các triền núi lúa chín vàng, tranh thủ những lúc thời tiết thuận lợi, bà con nông dân vùng cao đang tập trung thu hoạch, đầu đầu cũng nhộn nhịp vang vọng tiếng máy tuốt lúa, báo hiệu một vụ mùa bội thu. Trước đây làm nương năng suất thấp, hiện nay thì gia đình tôi đã bỏ hẳn lúa nương rồi, chủ yếu là làm lúa ruộng, dùng giống mới, phân bón cho đồng ruộng nữa nên cũng đạt năng suất. Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, Sơn La có 421 ha ruộng bậc thang. Những năm gần đây, diện tích ruộng bậc thang ở các bản vùng cao xã Xím Vàng đang không ngừng tăng lên. Bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa như là dùng máy cày bừa, máy tuốt lúa, nâng cao chất lượng lao động, đồng thời dùng phân bón và dùng lúa mới nên đạt năng suất cao hơn. Thưa quý vị, hai làng chài Cửa Vạn và Vung Biêng trên Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là những ngôi làng chài luôn thu hút đông đảo du khách, nhất là du khách nước ngoài. Trong đó, làng chài Cửa Vạn đã nhiều lần lọt top những ngôi làng đẹp và ấn tượng nhất thế giới, được bình chọn bởi nhiều chuyên trang du lịch uy tín quốc tế. Tiếc thay là hai ngôi làng này đang bị xuống cấp nghiêm trọng, một số hạng mục đang chìm dần xuống biển. Ngày 26 tháng 9 vừa qua, bè nổi khu bảo tồn lớp học làng chài Cửa Vạn trên Vịnh bị chìm xuống biển do trước đó đã xuống cấp trong thời gian dài. Bè nổi này trước đây là nơi dạy học cho trẻ em, là con của ngư dân làng chài Vung Viêng, Cửa Vạn. Cùng với lớp học này, nhiều hạng mục ngôi nhà đang được bảo tồn đang xuống cấp nghiêm trọng. Hiện ở hai làng chài này chỉ còn một nhóm cộng đồng dân cư trú, sinh kế bằng nghề nuôi trồng thủy sản, nuôi cá và hàu, đồng thời trông nom các ngôi nhà bảo tồn nhằm lưu giữ nét văn hóa đặc sắc của làng chài. Bây giờ thì nói chung là nó từ cái năm Covid đi là bà con người ta nó cũng kiểu tàn nát. Từ cái lúc lên bờ đi là người ta lên bờ rồi người ta không có công ăn việc làm, người ta lại phải xuống biển. Chỉ mong muốn nó phục vụ lại cái làng chài này để cho nó ổn định lại như trước. Năm 2014, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã tiếp nhận 69 nhà bè của ngư dân làng chài giữ lại nhằm bảo tồn và phát triển sản phẩm du lịch trên Vịnh Hạ Long. Sau khi cộng đồng ngư dân các làng chài di rời lên bờ sinh sống, các nhà bè này được bố trí tại khu vực Cửa Vạn và Vung Viêng. Chúng tôi rất mong muốn là từ những cái sản phẩm mà sau này Ban Quản lý Vịnh Hạ Long mà có đóng lại hoặc là có phục dựng lại những cái nhà ngư dân ấy, thì mong muốn của chúng tôi đấy là những cái nhà đấy sẽ được đồng quản trị, tức là Ban Quản lý Vịnh Hạ Long có đầu tư và sẽ bàn giao lại cho người dân và trông coi, sử dụng và giữa hai bên làm sao mà có một cái hợp tác. Cùng với Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn, hệ thống nhà bè bảo tồn đã tạo thành tổ hợp sản phẩm du lịch độc đáo, tái hiện sinh động không gian văn hóa làng chài xưa, mang đến trải nghiệm hấp dẫn thú vị cho khách du lịch đến tham quan Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, rất có thể tất cả sẽ chỉ còn là ký ức bởi làng chài đang đối diện với nguy cơ chìm xuống biển khơi. Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cũng đã báo cáo ban dân tỉnh về cái tình trạng này và đã xây dựng cái đề án là cải tạo, sửa chữa lại các cái công trình phục vụ cho cái việc lưu giữ các cái giá trị văn hóa làng chài trên vịnh. Thì hiện nay chúng tôi đang triển khai cái đó. Và tuy nhiên về sâu xa lo sinh kế cho cộng đồng dân cư hiện nay đang sinh sống trên vịnh cũng là việc hết sức quan trọng. Trong kế hoạch sửa chữa phục dựng các công trình nghiên cứu liên quan, các công trình kiến trúc liên quan tới giá trị văn hóa làng chài, Ban Quản lý Vịnh đã phân loại những công trình không còn sử dụng được sẽ loại bỏ để phục dựng mới, trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc kiến trúc cũng như hình thái của các công trình kiến trúc cũ. Song độ an toàn phải cao hơn, chống chịu được thời tiết. Tuy nhiên hiện nay, địa phương vẫn đang vướng mắc về việc xác định nguồn kinh phí để thực hiện, trong khi thời gian sóng gió thì không dừng lại để chờ đợi.